Rồi. Ôi, hôm nay đồ nướng ngon quá nè em ơi, ngon ớt gì mà quá ngon quá trời đó vậy. Trời ơi, kêu bạn qua nhậu mà ăn trước. Gà vậy? Đâu? Sườn heo không ăn nhậu gì trời? Gà cái đầu mày á, đi ăn ké mà còn đòi hỏi nữa. Trời, bây giờ có ăn không? Rồi. Tao có tự ái của người ta ăn ké nhưng mà đúng món người ta mới ăn chứ đâu phải thích kêu qua là qua. Cài má qua mày làm tao nhức đầu quá mày ơi. Nè, đi qua đây quất lấy bia đi. Làm chai về nha. Làm chai về. Tưởng nãy điện điện có gà biết cái tính tôi được cũng nướng sườn cũng kêu qua nữa. Bia đâu? Tào lao, bia đây nè, bia nè. Bia đây lấy đi. Ăn ké mà làm như cái giọng sen sen. Cái thùng đá đâu? Đâu? Ủa bia kem, thùng đá thôi. Mới để thùng đá này nè. Đá đem đi vô trong nhà đổ nước rồi đưa cái thùng đá nó bị lũng á. Thì sao? Ủa chứ này gì phải không? Ai vậy là tự nhiên chữ nhỏ vậy hả? Lót lót lót. Trời ơi ông nội ơi, không thấy đường cha cha. Thôi để lùm bên đây quá hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi, đây cái này ông nội à, ông nội. Ôi thiệt. Thôi vô đây con. Vậy mà đi la nhỏ rồi điên thiệt khi điên cái đầu đi. Xin lỗi con, xin lỗi con. Y hệt như mình là hi mình như ngáo quá rồi. Lâu lâu cái mình hay vậy đó. Bữa tôi cũng vậy, quét nhà của tôi kẹp cây chổi đây rồi tôi đội nón trên đầu tôi chửi vợ tôi. Nướng cực khổ rồi. Dám chửi vợ nữa hả? Trời ơi, không có nói chơi thôi, đó là ảo thôi chứ vợ nó chửi tôi. Xong tôi ngáo luôn tôi đội cái nón trên đầu. Sao sao sao. Bỏ dưới đây nè. Anh em ơi ngon quá cả nhà ơi, ngon quá. Vô miếng đại tôi về nè. Nói nhiều ngon ngon không ăn vô. Tao thấy hết đường hết, chịu nổi luôn rồi, tao ngợp thở quá. Trời ơi, này nướng giống cái kiểu mà rắc muối kiểu bay bay lên đó trời. Đây nè, cho thử miếng này nè, bảo đảm không phê tới chữ E nữa thôi luôn á nè. Bỏ đó đi, uống xong mới ăn chứ không ăn ăn gì hết á. Rồi ok ok. Ăn không có gà là tao không thích rồi. Nói chung biết rồi, biết người ta là mạnh gà mà sao qua đây cũng vậy để làm cho khó chịu. Khỏi ngợp quá chịu nổi luôn. Đó bởi vì cái tội nướng gà đi nó đỡ khói không chịu. Rồi vô nè, vô nè. Nói nhiều cuối cùng của lễ mùng 4 nha. Đi ăn ké mà nói nhiều quá đi. Có tự ái của ăn ké chứ bay. Trời ơi nó sướng quá trời ơi. Sướng à. Sao cái miếng này nó cho thử coi lỡ rồi. Đây nè, đây nè. Thử coi, phải không? Xào xạo nè, xào xạo nè nha. Thầy bữa tư ngọt. Thấy ngọt quá nè em ơi. Cũng được. Ở chơi thiếu nữa cũng được, nhà đang rảnh được, nể nang nhau ở lại thôi. Ủa về đi rồi, nghĩ sao vậy? Không có gà mà bữa khác đi, bữa khác đi. Không, mình ăn gì mình tưởng tượng con gà với mình mở hình gà cũng được. Ở chơi đi em sao đâu. Tôi coi như tôi chịu nhục với bạn, tôi ở lại ăn heo nhà bạn á. Bày đặt xào xạo. Thấy mày ngon quá là bạn nói. Nãy giờ tôi thử miếng rồi, ngon mà cố luôn, mày đặt xuống ke. Cho miếng nữa em. Thôi. Ngon đó. Nè, ăn cái này là đừng nói quên gà luôn nha. Ngon chưa? Phê chưa? Nóng. Nóng à. Ngon quá trời đất luôn anh em ơi, nãy giờ mình cũng mở mắt hết nổi luôn rồi. Cay quá à. Ok luôn, được rồi bạn ơi, lấy thêm chai nữa đi, chơi thêm cái nữa. Sướng quá đúng không? Sướng sướng. Thôi ở lại để vô dọn dẹp. Ăn xong rồi lát vô trống vô quét dọn nhà cửa với rửa chén nha ba.